Đây là bé bọ. Bé thiên. Người ta trồng bông hoa này rất là đẹp nè các bạn. Đây là cái củ nè. Từ từ nó sẽ lên một cái bông hoa màu đỏ như thế này. Đó, người ta đem lên rồi người ta cũng phát rất là đẹp luôn. Đó, cái bông hoa nó bự như thế này nè các bạn. Đi nè, đi nè mẹ. Đó, ta trồng rất là nhiều. Đi con. Đây, đây, đây. Đây, mình đi xuống dài dài xuống lòng hồ. Đó. Con đi mẹ lên nó đi con. Đây là cái cây rất là đẹp các bạn. Wow. Lên đây, con đây là cái vườn hoa để cho mọi người chụp hình. Rồi mình cho các bạn sơ lược thôi, mình về nha, mình xin hát cho các bạn. Đây là cái bông hướng dương người ta mới trồng, nó chưa có hoa. Đó. Rất là đẹp, hoa chuông. Này mình quay sát lại cho các bạn xem. Bông hoa chuông. Rồi xin chào các bạn, hẹn là các bạn lại video sau mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem khám phá du lịch. Xin chào các bạn.